Đúng, mọi người biết hôm nay là ngày gì mà nhà Hòa tụ tập đông đủ quá vậy nè. Bữa nay là đám hỏi của em trai Hòa đó mọi người. Hòa không có biết make up nên là thuê thợ về make up sương sương. Trong lúc bạn make up họa mặt cho Hòa thì anh xã Hòa tranh thủ cho Ivy ăn sáng. Được cái là Ivy nhà Hòa bám bà cực kỳ luôn nên là mẹ cũng nhàn. Mẹ chuẩn bị xong rồi, bây giờ thì tới lượt em Ivy nè. Mọi người thấy Ivy nhà Hòa cổ tóc lên có dễ thương không? Ở ngoài sân thì gia đình Hòa cũng đang tất bật chuẩn bị sinh lễ để mang qua nhà gái. Khúc này là bố mẹ Hòa đang đưa chép cho mấy bạn bưng quả để chụp hình nè. Gia đình Hòa cũng tranh thủ chụp một tấm hình đại gia đình. Chuẩn bị xong xuôi hết trơn rồi thì tầm khoảng 9 giờ gia đình Hòa bắt đầu lên đường. Bữa nay thì gia đình Hòa qua về nhà gái khoảng 3 mâm nên là bố mẹ Hoa thuê xe khách để chở mọi người đi cùng cho tiện. Ba chồng Hoa có đi xe riêng nên là vợ chồng Hoa đi cùng với ba luôn. Nhà cô dâu cách nhà Hoa khoảng 2 đến 3 cây nên là đi tầm 10 phút là tới rồi. Khúc này là đội bưng quả bên nhà trai đang trao cháp cho bên nhà gái. Xong rồi mọi người cùng nhau tranh thủ bưng cháp vào bàn lễ gia tiên. Lúc này là hai bên gia đình đang ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị làm lễ nè mọi người. Ngày hôm nay thì hai bên gia đình chỉ mời những người họ hàng bạn bè thân thuộc thôi nên là khách cũng không có nhiều. Sau khi chú Năm của Hoa đại diện bên đằng trai phát biểu xong rồi thì mẹ cô dâu dẫn cô dâu xuống chào thay cho chú rể. Rồi bây giờ là tới tiết mục cô dâu chú rể cúi đầu chào mọi người và trao nhẫn cho nhau nè. Ủa kỳ ta, sao MC yêu cầu hôn vào môi mà em trai mình nó hôn vào mũi vậy trời. Tiếp theo thì sẽ là chuyên mục hai bên gia đình trao quà cho cô dâu. Xong rồi thì hai bên gia đình tranh thủ chụp hình cùng nhau để làm kỷ niệm. Gia đình Hoa cũng tranh thủ chụp thêm được một tấm hình nữa nè. Làm lễ xong rồi bây giờ thì mình cùng nhau nhập tiệc thôi. Hoa nghe nói thực đơn ngày hôm nay toàn bộ là do dì của cô dâu nấu luôn đó mọi người. Thời buổi này đa số Hoa thấy là người ta thuê người về nấu thôi à. Hiếm có gia đình nào tự chuẩn bị đám tiệc như vậy lắm. Dù gì thì cũng rất là cảm ơn sự chu đáo của dì cô dâu nè. Bữa nay mới chỉ là đám hỏi thôi, còn đám cưới thì sẽ diễn ra vào đầu tháng 10. Mọi người cùng Hoa đón chờ video đám cưới của em trai Hoa vào tháng sau nha.